Rang xin chào bạn. Sau đây Rang xin giới thiệu các bạn là lưỡi câu tứ. Đây là rang xoài mờ. Rang mới, hải rang mới. Rang mới đây các bạn. Hơi mở một tí so với xoài thấp. Đây các bạn. Hiện hải đăng dáng này thì có size 13 thôi các bạn nhé. Rất đẹp. Bạn gái về ngay đây các bạn. Hồi ngay. Đấy, hồi ngay. Dáng này này đo thép cho bạn. Rồi, 1,5 ly các bạn. Rồi, 1,5 ly thôi nhé. Rồi, đo lại này. 1,5 ly. Tay cước. Đây, cước cũng 1,5 ly rồi, gần 2 ly, ly 8 gì đấy. Độ rộng của lưỡi này, bác yêu cầu đo độ rộng, em đo độ rộng của lưỡi này. Rộng của lưỡi là 10. Trọng lượng. Cân trọng lượng nó ha. 17 gram các bạn. Trọng lượng lưỡi 17 gram. Kiểu này kiểu buộc quấn các bạn. Khá đẹp. Chắc dùng các bạn săn hàng thì ok. Lưỡi mài ba cạnh. Các bạn nhìn ba cạnh rất sắc. Dáng mới đấy các bạn. Này, phủ keo hai thành phần để chống lật đấy các bạn. Đấy, cái này rất chắc, cái buộc dù buộc linh này rất chắc các bạn. Vừa rồi Hải đang xin đã giới thiệu các bạn lưỡi câu tứ, hiện nay đang có một size 13 thôi, tứ xoài mở size 13. Hải đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đăng Fishing.